Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Nga tuyên bố kiểm soát đầu cầu đổ bộ của Ukraine ở bờ đông sông Dnieper. Ngày 21 tháng 2, Nga cho biết đã giành quyền kiểm soát một đầu cầu đổ bộ của Ukraine ở bờ đông sông Dnieper, nhưng Ukraine tuyên bố các lực lượng nước này vẫn đang cầm cự trước những cuộc tấn công dữ dội. Điện Kremlin cho biết đã giành quyền kiểm soát làng Krysky khi lực lượng Nga tăng cường các cuộc tập kích. Krysky nằm ở tả ngạn sông Dnieper, đối diện với Kherson, đã bị thủy quân lục chiến Ukraine chiếm giữ vào tháng 10 năm 2023 và gần như bị tàn phá nặng nề. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga tiến hành một loạt các cuộc tấn công phối hợp dọc tiền tuyến ở miền đông và miền nam Ukraine sau khi giành quyền kiểm soát Avdiivka. Ngoài ra, Nga gia tăng hoạt động xung quanh Krovotin khi Moscow cố gắng thăm dò tuyến phòng thủ của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng xác nhận quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát Krynsky từ tay Ukraine. Trái lại, Bộ Chỉ huy miền Nam của Ukraine tuyên bố thông tin mà Nga đưa ra là sai sự thật. Lực lượng phòng thủ của Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững vị trí, trong khi Nga đã chịu tổn thất đáng kể và phải rút lui. Sông Dnieper được coi là rào cản tự nhiên giữa Nga và Ukraine ở hai bờ hữu ngạn và tả ngạn. Sau khi giành quyền kiểm soát Kherson vào cuối năm 2022, lực lượng Ukraine đã tìm cách thiết lập một đầu cầu ở bên kia sông và làm bàn đạp tiềm năng để tiến vào khu vực bị Nga chiếm giữ. Nga áp đảo gấp 10 lần về vũ khí, phá thế bế tắc trên 1.000 km tiền tuyến. Chuyên gia nhận định Nga đang sử dụng đạn pháo gấp 10 lần Ukraine, tạo lợi thế áp đảo, giúp Moscow phá thế bế tắc trên tiền tuyến. Robert Gates, cựu giám đốc CIA và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định rằng quân đội Nga đã phá vỡ thế bế tắc trong cuộc chiến ở Ukraine sau nỗ lực thành công của Moscow nhằm giành được thành trì Avdiivka. Cục diện không còn bế tắc nữa, người Nga đã lấy lại được động lực. Tất cả những gì tôi đang đọc là người Nga đang tấn công dọc theo mặt trận dài 1.000 km, ông Gates nói với Washington Post. Ông tiếp tục, đó không phải là động lực có tính đột phá, nhưng có cảm giác rằng họ hiện là những người đang đẩy mạnh cuộc tấn công. Theo ông, Nga đang phải chịu những tổn thất lớn trong cuộc chiến, nhưng với việc Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược do sự hỗ trợ của Mỹ ngày càng suy giảm, người Nga đang cảm thấy rằng tình thế đã thay đổi và họ nắm lấy thời cơ. Họ ngày càng có nhiều nguồn cung vũ khí hơn. Tôi đã đọc được rằng cứ mỗi quả đạn pháo do lực lượng Ukraine bắn ra thì người Nga bắn tới 10 quả, ông nhận định. Các quan chức Nga tuần trước tuyên bố đã kiểm soát pháo đài Avdiivka quan trọng của Ukraine sau khi giành hoàn toàn quyền kiểm soát nhà máy than hóa chất lớn của thành phố. Đây là thành tựu lớn đầu tiên của Nga sau nhiều tháng và là bước tiến đáng kể nhất kể từ khi họ kiểm soát Bakhmut vào mùa xuân năm ngoái. Tổng thống Mỹ Biden đã đổ lỗi cho các đảng viên Cộng hòa về những tổn thất của Ukraine trên chiến trường. Những người đã chặn đề xuất viện trợ cho Kiev vì bất đồng quan điểm về chính sách của Đảng Dân Chủ với vấn đề người nhập cư ở biên giới phía Nam. Ông Gates lưu ý rằng các đồng minh châu Âu trong NATO đã tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, nhưng lại thiếu khả năng gửi vũ khí ngay lập tức do liên quan tới khả năng sản xuất. Hiện tại, huyết mạch quân sự thực sự duy trì nhất đến từ Mỹ, và như tất cả chúng ta đều biết, nó đang dừng lại, ông nói. Ông cảnh báo việc Quốc hội vẫn bất đồng quan điểm sẽ ảnh hưởng tới khả năng tác chiến của Ukraine. Nga nêu điều kiện hòa đàm với Ukraine, cảnh báo đưa quân trở lại Kiev. Đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine có thể diễn ra khi chính quyền Kiev có sự thay đổi, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết. Vấn đề không phải là ông ấy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Vấn đề là giới lãnh đạo hiện nay ở Ukraine phải chấp nhận rời đi, ông Medvedev cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 22 tháng 2. Ông nhấn mạnh sau đó những người hoàn toàn khác sẽ xuất hiện, đó là những người nhận thức được trách nhiệm của họ đối với tương lai của Ukraine. Có những người như vậy, chúng tôi bằng cách nào đó có thể đàm phán với họ. Ông một lần nữa khẳng định Nga không phản đối đàm phán với chính quyền Ukraine, nhưng vấn đề là phương Tây không thuyết phục được những người ủng hộ tham gia vào quá trình này. Chúng tôi không từ chối các cuộc đàm phán ngay cả với nhóm này, nhưng bạn biết họ, Ukraine đã làm gì. Ukraine đã cấm các cuộc đàm phán này và ngay cả những nỗ lực của các nước phương Tây nhằm thúc đẩy họ theo hướng này vẫn chưa thành công, quan chức Nga nói. Ông Medvedev dường như đề cập đến việc Tổng thống Ukraine hồi cuối năm 2022 đã ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Moscow nhiều lần cáo buộc sắc lệnh này đã cản trở cơ hội hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Medvedev cũng cho rằng những lời kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine của phương Tây chủ yếu là dựa trên tính toán Nga sẽ chấp nhận dừng chiến dịch quân sự đặc biệt. Nếu nói về những tín hiệu cho thấy đã đến lúc phải tạm dừng, đã đến lúc đàm phán, thì tất nhiên, ở một mức độ lớn, đây là một động thái khôn ngoan. Nhưng sẽ là không khôn ngoan nếu như những đề xuất dựa trên tính toán rằng Nga sẽ dừng hoạt động quân sự đặc biệt và Ukraine có thời gian để tập hợp lực lượng, nhận thêm nhiều vũ khí phương Tây để tiến hành một cuộc phản công khác, ông Medvedev lập luận. Ông cũng cho rằng việc truyền thông phương Tây đăng các bài báo nói rằng Ukraine khó đánh bại Nga cũng nhằm mục đích này. Trước đây, tính toán của họ là phải khiến Nga thất bại hoàn toàn trên chiến trường và thực tế là Nga phải đối phó cả với phương Tây. Truyền thông của họ khi đó tràn ngập tiêu đề Nga sắp sụp đổ, Nga không đủ sức chống lại cỗ máy quân sự của NATO. Nhưng mọi thứ đang diễn ra hoàn toàn ngược lại và tất nhiên họ phải phản ứng bằng cách nào đó, ông Medvedev bình luận. Ông cho rằng quy mô xung đột hiện nay ở Ukraine có thể không giới hạn ở mức độ như hiện tại. Thay vào đó, Moscow cần mở rộng nếu muốn đạt được mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt. Dừng lại ở đâu, tôi không chắc. Chúng ta còn nhiều việc để làm nếu muốn thiết lập vùng đệm an toàn. Chúng ta sẽ cần trở lại Kiev. Nếu không phải bây giờ, thì là vào thời điểm nào đó trong tương lai, trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột, ông Medvedev nói. Theo ông, Nga cần đưa quân trở lại để kiểm soát Kiev bởi thành phố này có nguồn gốc Nga, nhưng đã bị kiểm soát bởi một bộ máy quốc tế chống lại Nga do Mỹ dẫn đầu. Ông cũng cho rằng những quyết định của Ukraine đều bị phương Tây can thiệp. Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân nếu Ukraine nhận F-16. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine có nguy cơ dẫn đến xung đột hạt nhân. Một cuộc xung đột hạt nhân bùng phát vô tình, không chủ ý, không phải là điều có thể loại bỏ. Đó là lý do tất cả những âm mưu xung quanh Ukraine đều nguy hiểm, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn với các nhà báo Nga hôm 22 tháng 5. Ông Medvedev cho rằng máy bay F-16 do Mỹ thiết kế có thể là tác nhân kích hoạt xung đột, đồng thời lưu ý rằng Kiev muốn có loại máy bay này dù không có cơ sở hạ tầng mặt đất để vận hành chúng. Nếu một trong những máy bay đó cất cánh từ một quốc gia NATO để thực hiện một nhiệm vụ ở Ukraine, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cuộc tấn công vào Nga. Tôi sẽ không mô tả điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Diễn biến như vậy thậm chí có thể không được lãnh đạo NATO và Mỹ chấp thuận. Cựu Tổng thống Nga nói thêm. Các quan chức Nga trước đó đã cảnh báo rằng việc cung cấp F-16 cho Ukraine sẽ gặp nhiều vấn đề. F-16 nếu được trang bị vũ khí không đối không có thể sẽ mang lại ưu thế trên không cho không quân Ukraine và tạo ra mối đe dọa đối với không quân Nga, từ đó xoay chuyển cục diện chiến trường. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine ông Yuri Inat cho biết hồi tháng 1 rằng các phi công trong chương trình đã điều khiển máy bay F-16 trên bầu trời cùng với người hướng dẫn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã nói rằng các máy bay chiến đấu sẽ sẵn sàng chiến đấu chống lại Nga vào cuối năm nay. Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đều cam kết cung cấp F-16 cho lực lượng vũ trang Ukraine và một số đồng minh khác hỗ trợ nỗ lực đào tạo phi công. Bộ trưởng Quốc phòng Nga từng cảnh báo toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cấp cho Ukraine có thể bị bắn hạ trong chưa đầy 3 tuần. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng tuyên bố Ukraine có nguy cơ kéo NATO vào xung đột nếu triển khai tiêm kích ở lãnh thổ các nước thành viên liên minh lân cận. Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Nga tại Viên về kiểm soát vũ khí và an ninh quân sự, cũng cảnh báo Moscow sẽ đáp trả nếu Ukraine sử dụng căn cứ không quân của NATO để xuất kích các máy bay chiến đấu nhằm chống lại Nga. Ông Medvedev cho biết cuộc đối đầu của Nga với Mỹ và các đồng minh không đến mức buộc người dân phải trốn trong hầm trú ẩn hạt nhân, nhưng ông mô tả kịch bản này còn tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ông nói thêm rằng đồng hồ ngày tận thế đang quay và đã tăng tốc đáng kể. Đồng hồ ngày tận thế là công cụ biểu tượng do nhóm nhà khoa học hạt nhân Mỹ, bao gồm hơn 10 chủ nhân giải Nobel, xây dựng nhằm cảnh báo thời điểm nhân loại gần chạm mốc hành tinh bị hủy diệt, mốc nửa đêm. Các nhà khoa học nguyên tử Mỹ hôm 23 tháng 1 tiếp tục đặt đồng hồ ngày tận thế ở mốc trước nửa đêm chỉ 90 giây, giữ nguyên so với năm ngoái. Mỹ phá hủy nhiều tên lửa của Houthi.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, trong ngày 22 tháng 2, không quân nước này đã tiến hành 4 cuộc không kích vào Yemen, phá hủy nhiều tên lửa của lực lượng Houthi. Theo thông báo trên nền tảng mạng xã hội X của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại khu vực Trung Đông, các cuộc không kích mới nhất của quân đội Mỹ đã phá hủy 7 tên lửa hành trình cùng một xe phóng di động với nhiều tên lửa đạn đạo đối hạm của lực lượng Houthi. Bên cạnh đó, lực lượng Mỹ tại khu vực cũng bắn hạ một máy bay không người lái của Houthi trên Biển Đỏ. Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ tại khu vực Trung Đông khẳng định các cuộc tấn công này có tính chất phòng vệ nhằm ngăn chặn mối đe dọa rõ ràng từ các vũ khí của Houthi đối với các chiến hạm Mỹ cũng như các tàu thương mại trên Biển Đỏ. Mỹ cùng Anh và một số đồng minh phát động chiến dịch không kích vào các mục tiêu của Houthi tại Yemen hôm 11 tháng 1 vừa qua, nhằm đáp trả hàng loạt các cuộc tập kích bằng cả tên lửa, máy bay không người lái và xuồng cảm tử của lực lượng này nhằm vào các tàu hàng trên Biển Đỏ từ cuối tháng 11 năm 2023. Một số nguồn tin Ả Rập dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, chưa kể các cuộc không kích mới nhất ngày 21 tháng 2, quân đội Mỹ đã tiến hành ít nhất 57 cuộc không kích vào Yemen, phá hủy nhiều mục tiêu của Houthi, bao gồm các kho chứa đạn dược, tên lửa, máy bay không người lái, cùng nhiều trạm radar và xe phóng tên lửa di động. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia, quân sự, khu vực và quốc tế, để có thể ngăn chặn hoàn toàn khả năng phát động các cuộc tấn công của Houthi, chiến dịch không kích của Mỹ và đồng minh vào Yemen có thể phải kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, song song với việc sử dụng nhiều biện pháp kết hợp khác. Có những dấu hiệu sớm về tiến triển trong đàm phán thỏa thuận phóng thích các con tin bị lực lượng Hamas bắt cóc và tạm giữ tại giải Gaza và từ đó đảm bảo một khoảng thời gian tạm dừng giao tranh. Đó là khẳng định vừa được thành viên nội các thời chiến của Israel tiết lộ. Phát biểu trên truyền hình, thành viên nội các chiến tranh của Israel, ông Benny Gantz tiết lộ, hiện có nhiều nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận mới về phóng thích con tin và nếu không có thỏa thuận mới, quân đội Israel sẽ duy trì chiến dịch tại dải Gaza, kể cả trong tháng lễ Ramadan, linh thiêng của người theo đạo Hồi. Đang có những nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận mới về con tin và có những tín hiệu sớm về tiến triển. Chúng tôi sẽ không ngừng và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để đưa các con tin trở về. Thông báo của ông Gantz được đưa ra trong bối cảnh các bên đang nỗ lực nối lại đàm phán tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin. Ngày 21 tháng 2, đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Brett Marcus đã đến Cairo, Ai Cập để tham gia các cuộc đàm phán. Theo kế hoạch, sau khi dừng chân ở Ai Cập, ông Marcus sẽ đến Israel trong ngày 22 tháng 2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Mỹ Matthew Miller cho biết Washington mong muốn một thỏa thuận trao trả con tin giúp đảm bảo một lệnh ngừng bắn tạm thời để các con tin được phóng thích và hàng hóa nhân đạo đến được với người dân dải Gaza. Trong khi đó, lực lượng Hamas thông báo thủ lĩnh Ismail Haniyeh đã có mặt tại Cairo, Ai Cập để tham dự các cuộc đàm phán. Cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về tình hình khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza, trong đó Liên Hợp Quốc liên tục cảnh báo về số dân thường thiệt mạng không ngừng gia tăng. Theo cơ quan y tế dải Gaza, tổng số người thiệt mạng từ khi xung đột bùng phát ngày 7 tháng 10 năm 2023 đến nay đã lên tới hơn 29.000 người. Ngoài ra, các hoạt động quân sự và tình trạng hỗn loạn tiếp tục cản trở các kế hoạch vận chuyển hàng hóa cứu trợ cho hơn 2 triệu người dân tại dải đất này. Thưa quý vị, đói nghèo, biến đổi khí hậu và các căng thẳng gia tăng trên toàn cầu là trọng tâm Hội nghị Ngoại trưởng nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu G20 khai mạc ngày 21 tháng 2 tại Rio de Janeiro của Brazil. Đây là cuộc gặp đầu tiên diễn ra dưới sự chủ trì của nước chủ tịch Brazil trong bối cảnh thế giới đang ngày càng bị phân cực do các cuộc khủng hoảng và xung đột. Hội nghị Ngoại trưởng G20 mở đầu bằng lời kêu gọi của Ngoại trưởng nước chủ nhà Brazil yêu cầu cải cách Liên Hợp Quốc và các tổ chức đa phương để ứng phó tốt hơn với các thách thức và ngăn chặn xung đột toàn cầu. Các thể chế đa phương không được trang bị đầy đủ để đối phó với những thách thức hiện tại. Điều này đã được chứng minh bằng sự tê liệt không thể chấp nhận được của Hội đồng Bảo an trong giải quyết các cuộc xung đột đang diễn ra. G20 có thể là diễn đàn quốc tế quan trọng nhất, nơi các quốc gia có quan điểm đối lập vẫn có thể ngồi vào bàn và có những cuộc đối thoại hiệu quả mà không nhất thiết phải gánh chịu sức nặng của những quan điểm cứng nhắc đã ngăn cản sự tiến bộ tại các diễn đàn khác, chẳng hạn như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Được thành lập vào năm 1999, G20 tập hợp hầu hết các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Không chỉ dừng lại ở một diễn đàn kinh tế, G20 đang tham gia ngày càng nhiều vào chính trị quốc tế.
với tham vọng đưa Brazil trở lại vị trí trung tâm của ngoại giao toàn cầu. Trên cương vị chủ tịch G20, Tổng thống Lula da Silva đã kêu gọi cải cách các thể chế quản trị toàn cầu và thúc đẩy sự đại diện mạnh mẽ hơn của các quốc gia đang phát triển là một trong những ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh các cuộc xung đột tiếp diễn tại Ukraine và giải Gaza, giới ngoại giao không lạc quan về khả năng các nước thành viên G20 dễ dàng thống nhất về những đề xuất cải thiện quản trị toàn cầu. Triển vọng đạt được những tiến bộ lớn hơn thông qua G20 cũng khó khăn hơn khi khoảng 50 quốc gia sẽ tổ chức bầu cử trong năm nay, bao gồm cả các thành viên chủ chốt của G20 như Mỹ, Nga. Chỉ một ngày trước hội nghị ngoại trưởng G20, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã một lần nữa thất bại trong việc thúc đẩy thông qua một nghị quyết về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Trong khi đó, triển vọng bi quan về cuộc xung đột tại Ukraine cũng khiến các nước thành viên G20 bị chia rẽ hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, hội nghị ngoại trưởng G20 lần này sẽ có sự xuất hiện của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Song không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Lần gặp gần đây nhất giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu Nga-Mỹ là tại Ấn Độ vào tháng 3 năm 2023. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết tính đến thời điểm hiện tại có 9.275 bác sĩ nội trú tại 100 bệnh viện lớn trên toàn quốc đã nộp đơn xin thôi việc, tương đương 95% toàn bộ bác sĩ nội trú trên cả nước. Theo đài KBS, trong số các bác sĩ xin thôi việc có hơn 6.000 bác sĩ được cho là đã rời khỏi nơi làm việc. Tất cả đều đã bị Bộ Y tế ban lệnh quay trở lại. Ngoài ra, tính đến ngày 21 tháng 2, trong số 40 trường hợp đại học y trên toàn quốc, có hơn 3.000 sinh viên tại 22 trường đã nộp đơn xin nghỉ học tập thể, phần lớn chưa được trường cho phép. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, nguyên nhân bác sĩ nội trú xin thôi việc nhiều là do họ mong muốn chính phủ xúc tiến việc cải thiện môi trường nội trú trong bệnh viện và đưa ra chính sách pháp lý cụ thể với các sự cố y tế bất khả kháng. Hiện chính phủ Hàn Quốc đã tiếp nhận ít nhất 57 trường hợp báo cáo bị thiệt hại do hành động tập thể của các bác sĩ. Chính phủ Pháp vừa công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, Pháp ưu tiên giải quyết đảm bảo mức thu nhập tốt hơn cho người nông dân, thu hút thêm lao động thời vụ nước ngoài, nới lỏng quy định về thuốc trừ sâu và nhất là đưa nông nghiệp trở thành một trong những lợi ích cốt lõi của quốc gia. Phát biểu trước thềm triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 60 tại Paris diễn ra từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết, ưu tiên hàng đầu của chính phủ là xây dựng dự luật EGalim mới trước mùa hè năm 2024 nhằm đảm bảo mức thu nhập tốt hơn cho người nông dân trong quá trình đàm phán với các tập đoàn phân phối và cung ứng nông sản. Dự luật EGalim mới sẽ chú trọng vào các vấn đề như xây dựng biểu giá nông sản, nêu rõ các chỉ số chi phí sản xuất và các trung tâm thu mua châu Âu. Mục tiêu về chủ quyền nông nghiệp và lương thực sẽ được ghi rõ trong dự luật định hướng nông nghiệp mới. Dự luật này cũng sẽ đặt nông nghiệp vào một trong những lợi ích cơ bản của quốc gia, giống như an ninh hoặc quốc phòng. Tuy nhiên, Thủ tướng Pháp khẳng định sẽ không từ bỏ mục tiêu giảm 50% việc sử dụng thuốc trừ sâu trong lĩnh vực nông nghiệp tại Pháp vào năm 2030. Pháp sẽ áp dụng các tiêu chuẩn của châu Âu và từ bỏ chỉ số NODU của Pháp được sử dụng để đo lường mức độ giảm sử dụng thuốc trừ sâu, nhưng đang bị phản đối bởi đa số liên đoàn nông nghiệp do siết chặt các tiêu chí về môi trường. Hiện các nghiệp đoàn nông nghiệp tại Pháp thông báo đang lên kế hoạch tổ chức tuần hành tại Paris vào tối ngày 24 tháng 2 và cuộc tuần hành sẽ kết thúc trước cửa triển lãm nông nghiệp quốc tế để gây áp lực lên chính phủ.